giải đấu hồn sư tinh anh toàn đại lục đã bắt đầu. Phương Đông lần đầu tham gia nên còn bỡ ngỡ. Trên khán đài, có rất nhiều người tham gia. Nếu trận mở màn mà thua thì danh sử lại khác sẽ thê thảm. Chú ý trấn an mọi người không được luống cuống. Được chờ mong chính là vinh hạnh của bọn họ. Cuộc thi lần trước bọn họ cũng từng đứng trước cục diện tương tự. Mã Tiểu Đào tin rằng đối thủ cũng căng thẳng hơn chúng ta gấp 10 lần. Nguyên nhân chỉ là bởi vì bọn họ chính là sử lệ khắc thất quái. Hoặc Vũ Hậu trở thành người chỉ huy chiến đấu, những người khác phải hành động theo tinh thần dò xét cộng hưởng. Đoàn đội bước ra sân dưới sự hò reo của rất nhiều khán giả. Hoàng đế Tinh La nhìn thấy đội hình của bọn họ cũng bất ngờ. Sau này không phái ra đội hình chủ lực, không có thành viên cũ nào cả. Các thành viên của chiến đội khác cũng bất ngờ. Đây cũng là quá xem thường người khác rồi. Họ đều biết rằng chính các thành viên sử lệ khắc cũng là bắt buộc. Rất nhanh sau đó, trận chiến cũng bắt đầu. Phía Thiên Linh Học Viện lập tức bày trận. Thiết lập trận hình 3-2-1-1 kinh điển, phòng thủ toàn vẹn. Phía sử lệ khắc thì có một nước đi quá mới mẻ. Một mình Hoắc Vũ Hậu đứng phía trên, những người khác đều lùi về phía sau. Hai bên đồng loạt mở ra vũ hồn. Hoắc Vũ Hậu quyết định chơi bài hù dọa tinh thần, cờ dựa vào năng lực mô phỏng tạo ra hồn hoàn 10 vạn năm. Điều này làm cho cả đám người bên kia cùng với khán giả trên khán đài há mồm kinh ngạc. Một cái thì đã thôi đi, cậu ta còn mô phỏng ra tận 6 cái. Đây cũng là quá dọa người rồi. Đám người của Thiên Linh Học Viện mất hết sĩ khí, bọn họ tập trung lại gần nhau để phòng thủ. Điều này vừa đúng ý của cậu. Hóa ra Vương Đồng đã ở phía sau. Hai người dung hợp vũ hồn phóng ra một trường, kinh lực cuồn cuộn tuôn ra xung quanh. Vì đứng quá sát nhau nên đám người bên kia đều nằm trong phạm vi tấn công, không có ai chạy thoát được. Tất cả bị đóng băng tại một chỗ, chỉ cần một chiêu đã hạ gục đối thủ. Đây có lẽ là trận chiến nhanh nhất lịch sử. Tất cả khán giả đều hò reo vui mừng. Hoắc Vũ Hậu và Chu Y còn cố tình nói to cho bọn chúng biết, bây giờ là mình đã nương tay rồi, nếu không thì đối thủ chết là cái chắc. Sau khi trở lại phòng, Hoắc Vũ Hậu và Vương Đông mới ngã xuống bất tỉnh. Vận dụng chiêu thức quá tiêu hao hồn lực, cần điều dưỡng. Tóm lại thì trận mở màn này đã thành công về bờ. Vừa mới tỉnh dậy, đập vào mặt Vương Đông là Hoắc Vũ Hậu. Hắn ta tức giận đấm nam chính rơi xuống giường rồi trách mắng, ai cho phép cậu ngủ chung giường với hắn. Hoắc Vũ Hậu cũng nào đâu có biết, hai người đều ngất xỉu rồi cứ thế được người khác an bài. Hơn nữa đều là nam sinh, có gì phải xấu hổ. Nhớ tới chiến thắng, hai người đều vui mừng. Trận chiến tiếp theo của sử lệ khắc là 3 ngày sau, hai người quyết định tranh thủ thời gian tu luyện. Học viện cũng nhận được thông báo chiến thắng. Đường Nhã nhận được thư của bối bối, cô vui mừng cho Hoắc Vũ Hậu và những người khác. Đường Môn cũng nhờ vậy mà có hy vọng phục hưng. Nhưng mà khoảng cách giữa cô và mọi người càng lúc càng xa, hồn lực của cô tiến triển ngày càng chậm. Các thành viên sử lệ khắc được Chu Y dẫn ra ngoài đi dạo. Chu Y vẫn luôn quan sát tình hình thi đấu của các học viên khác, phần lớn đều bại trận thê thảm. Ngay cả học viện hồn đạo sư Nhật Nguyệt Hoàng gia cũng gặp phải phản kháng quyết liệt. Ngày mai sẽ là thi đấu vòng tròn, cho nên cô muốn mọi người phải hiểu rõ hồn kỹ của riêng mình. Sang Nam Nam là hậu duệ của Tiểu Vũ, vũ hồn nhu cốt thỏ. Thái Đầu ngoài sử dụng hồn đạo khí thì hắn cũng có vũ hồn, hình thức khá là phèn, nhưng năng lực thì lại rất nổi bật. Vũ hồn là các que kẹo, có thể tăng tinh thần lực lên 10%. Hồn kỹ thứ hai tăng sức mạnh. Hồn kỹ thứ ba tăng phòng ngự. Hồn kỹ thứ bốn là gia tăng hồn lực. Tác dụng này tuy không giống với thất bảo lưu lý tháp. Tuy rằng thất bảo lưu lý tháp tăng phúc nhiều hơn, nhưng là theo thời gian thực, phải duy trì liên tục. Cây kẹo của hắn chỉ tiêu hao hồn lực ở thời điểm chế tác, cho nên năng lực này không nằm trong cuộc thi đấu hồn, mà là nằm ở thiên quân vạn mã. Năng lực của hắn gần như có thể đảm bảo tiếp tế cho một chi đội quân khoảng ngàn người, quá lợi hại. Việc kế tiếp là sắp xếp chiến thuật thi đấu vòng tròn. Cô sử dụng một cái hình mô phỏng để giải thích. 67 đội tiến vào thi đấu vòng tròn, chia làm 8 tổ. Tổ của sử lệ khắc có 8 đội, phải tiến hành 7 vòng đấu. Lăng Lạc Thần sẽ tái xuất ở vòng thứ 4, Mã Tiểu Đào và Đới Thực Hoành tái xuất ở vòng thứ 6. Thi đấu vòng tròn có 3 loại hình thứ, bất luận rút chúng loại nào thì cũng không được để cho Hoắc Vũ Hậu và Vương Đông ra tay. Mục đích vẫn là che giấu không để thực lực của Hoắc Vũ Hậu lộ ra ngoài. Từ đó không ai có thể khẳng định 6 cái hồn hoàn 10 vạn năm là giả. Tên thanh niên gọi là Tiếu Hồng Trần đã chờ sẵn. Hắn là người của Học viện Hồn Đạo Sư Nhật Nguyệt Hoàng gia. Hắn nhắm vào Hoắc Vũ Hậu, muốn cậu nhớ kỹ tên của hắn. Hành động khiêu khích trắng trợn này làm cho mọi người tức giận. Hoắc Vũ Hậu cũng đáp trả ngược lại. Cho tới khi bọn chúng vào đến chung kết rồi hãy nói. Tiếu Hồng Trần là hồn vương hơn 50 cấp,
năm hồn hoàn, tuổi tác không lớn hơn, nhưng thực lực đã mạnh gấp đôi nam chính. Dù là như vậy thì cậu và Vương Đông vẫn kiên quyết sẽ không chịu thua hắn ta. Tiếu Hồng Trần cũng đánh giá Hoắc Vũ Hạo rất cao. Diễn biến tập phim đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé. Xin chào!